Rồi cho Nguyễn Di Mỹ xin chào các bạn nha. Hôm nay mình quay chia sẻ các bạn cái dàn cúc pha lê của anh Thanh mình đây. Bây giờ ảnh trồng cái cũng thêm 2.000 chậu nữa bạn. 2.000 chậu là cái nghĩa cái dây cái dãy bên đây nè. Là bên đây là ảnh lặt một đợt cơ nha. Mà cái này là mới có cho lên vô chậu thôi, là trồng là nó lên nữa là lặt một lần cơ là tới chỗ luôn. Còn cái dây bên đó đó, bên đó bạn, bên đó là đặt hết mà hết một đợt cơ rồi đó. Còn đợt nữa mới đúng cái chu kỳ mà đi bông cho bông ra nha. Còn cái dạng này là ảnh mới trồng đợt sau này, là ảnh vô cái đợt sau này là cỡ mùng 10 tháng 9 đó, là ảnh mới vô cái đợt cái số số bông này nha. Đây 2.000, cái này là 2.000 chậu này. Quá xanh quá đẹp các bạn. Cái dàn này là 10 cây. Còn ở bên đó là 7 cây, là 7 cây là có nghĩa là lật hai đợt cơ, hai hai đợt đợt hai ngắt hai 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 cơ. Còn bên đây là ngắt một cơ nè. Vậy vậy là bây anh trồng cái đợt sau đó nó cách khoảng cỡ 20 ngày hoặc nửa tháng thôi bạn. Ví dụ bên kia nó xuống sớm, bên kia nó trồng trước nửa tháng, bên đây trồng sau nửa tháng, là đi cái đường đường bông vậy đó, là ngắt một đợt cơ nhưng mà nên nữa tới khi nó chỗ nó cũng vẫn là chỗ đều nha các bạn. Đó, cái dòng bông đẹp quá bạn ơi. Là cái chùm này nè, với cái này là 4.000 chậu, 2.000 chậu, 2.000 chậu. Còn bên kia đó là 2.000 chậu. Để mình đi qua đây các bạn xem nha. Có bên đây là ảnh ngắt hết đợt cơi nè, đợt bông mà ngắt hết đợt cơi. Nè các bạn, nè này này là mình chỉ cho bạn sẽ thấy nè. Nè cái cây này ngắt một đợt này, ngắt đợt nè. Các bạn thấy không, nó ra hai chèo đó là ngắt đợt cơi đó. Rồi khi nó lớn lên nữa là ngắt thêm một đợt nữa. Rồi nó một cây này nó ra hai chèo ngắt hết đợt cơi nè. Cây nào cũng vậy nha. Đó, nó ra hai chèo, khi mình nó hai chèo khi nó lên đúng chu kỳ ngày tháng của nó đó. Bạn thấy không? Đó. Nó ra hai chèo chu kỳ ngày tháng, ngắt hai một cây này ngắt hai cái nữa nó mới ra đủ cái số lượng bông trên chỗ nha. Đây kêu gọi là gắt hai hai cây đó. Những cái cây này nè, các bạn thấy không, cái mình quay lấy nét cho kỹ các bạn. Đây nè, nó ngắt hai cái đợt cây thứ nhất nè, nó ra hai chèo nè, một cây nha. Khi nó lớn lên thì ngắt cái nữa, khi mà nó lớn lên nó là ngắt cái chèo này, ngắt cái chèo này và cái chèo này là hai chèo nữa, nó mới ra bốn chèo nữa. Này là chỉ là mới ngắt hết một đợt nha các bạn. Cái chợ bên đây, chợ bên kia, cái chợ bên đó thì chưa có ngắt. Rồi Nguyễn Hi Mỹ cũng xin chúc các bạn ngày mới tốt lành nha. Nhớ cho Nguyễn Hi Mỹ xin một đăng ký và một chia sẻ nha, mình có động lực làm video tiếp theo nha. Hẹn lại video sau. Bye bye.